Rồi phần ngữ pháp nè. Put the verbs in brackets into the correct form. Chia động từ ở trong ngoặc ở dạng đúng. Thì cái này là đang là câu điều kiện loại 1 hoặc là loại 2. Nếu như loại 1 á nói lên dự đoán hiện tại hoặc là tương lai á, thì cái phần mệnh đề if á là hiện tại đơn, mệnh đề chính là will hoặc là can cộng động từ nguyên mẫu. Còn nếu câu điều kiện loại 2 diễn tả sự thật trái với hiện tại á, thì mệnh đề if là chia thì quá khứ đơn, mệnh đề chính là would hoặc là could cộng cho động từ nguyên mẫu. Ví dụ, if it doesn't rain, I will come to see you. Trời không mưa thì tôi sẽ đến thăm bạn ha. If it didn't rain, I would come to see you. Trời mà không mưa tôi cũng sẽ đến thăm bạn. Nhưng mà cái câu trên này là dự đoán của hiện tại hoặc tương lai, chưa có rõ kết quả. Còn cái câu dưới nè, nếu trời không mưa tôi đến sẽ đến thăm bạn. Cái trời không mưa này là sự thật trái hiện tại, có nghĩa là hiện tại trời mưa, hiện tại trời đang mưa, nên anh này mới nói là if it didn't rain I would come to see you. Trời mà không mưa là tôi đi thăm bạn rồi. Nhưng mà câu này là để nói lên sự thật trái hiện tại này. Ta dùng câu điều kiện loại 2 nè. Vậy bây giờ áp dụng tương tự làm bài tập phía dưới. Ví dụ, tôi sẽ lái xe đi làm nếu tôi có xe. Either I would drive to work if I had a car. I would drive to work if I had a car. Tại vì đây had là quá khứ nè. Đúng không? Had là quá khứ, là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Như vậy đây là câu điều kiện loại 2. Mà mệnh đề if là quá khứ, như vậy mệnh đề chính có phải là would cộng động từ nguyên mẫu không? Câu 2 nè. Where in Vietnam would you like to live? Bạn muốn sống ở đâu ở Việt Nam? Nếu bạn có thể chọn thì cái chữ would. Em thấy đây nè. Would you like to live? Có would, có động từ nguyên mẫu. Như vậy đây nó là điều kiện loại mấy? Nếu là các bạn sẽ chia câu này là câu điều kiện loại mấy? Một hay là hai? Loại hai có không thầy? Loại hai. Vậy bây giờ ngay chỗ này điền cái gì? Điền là yeah, good thầy. Rồi, ok. That's nice. Thì loại 2 mình để if là dùng quá khứ đơn, quá khứ chứ can là could. Đúng rồi đó. Right, if the weather good, we will have lunch outside. Nếu thời tiết tốt thì mình sẽ ăn trưa bên ngoài. Bây giờ ở phần mệnh đề chính là will cộng động từ nguyên mẫu. Như vậy đây là câu điều kiện loại 1. Như vậy ở phần mệnh đề if thì đây là mình dùng hiện tại đâu? Đây. Chỉ với chủ ngữ the weather là dùng be là cái gì? Be hay. Is. Rồi. Number 4. If the company offers me a job, I think I... Nếu như công ty cho tôi một công việc, tôi nghĩ là tôi sẽ chấp nhận nó. Thì bây giờ if cộng chủ ngữ cộng động từ ở thì hiện tại đơn. Đây là câu điều kiện loại 1. Như vậy với phía sau là gì đây? Will have nữa thầy. Will take. Chính xác. Thank you. Rồi câu 5 nè. Many people would be out of work
If that factory down, nhiều người sẽ thất nghiệp. Nếu nhà máy đó đóng cửa. Mà cái mệnh đề chính á, ở câu này á, nó đem if ra sao, nó đem mệnh đề chính lên trước. Cái mệnh đề chính em thấy là would. Would cộng cho động từ nguyên mẫu là be. À, would be. Như vậy đây là câu điều kiện loại 2. Sự thật trái hiện tại. Nhiều người sẽ bị out of work, là thất nghiệp, nếu như nhà máy đó đóng cửa. Vậy bây giờ mệnh đề chính là would cộng động từ nguyên mẫu. Thì bây giờ mệnh đề if, cái chữ close làm sao? Chữ lâu đó him ed, him chữ giờ vậy thôi. Rồi đúng rồi. Thank you. The factory closed down. Rồi. Câu 6 nè. If you finish before 4:30, I'll pick you up. Như vậy là mệnh đề if, cái chữ finish người ta chia thì hiện tại đơn. Vậy đây là câu điều kiện loại 1. Nếu như bạn xong trước 4:30, tôi sẽ đến và lụm bạn lên. À không. Pick you up không phải là lụm bạn lên, mà có nghĩa là rước bạn ha. Rước bạn, đón bạn. Nếu bạn tới trước 4:30, tôi sẽ tới và rước bạn. Thì bây giờ phía trước là mệnh đề if là thì hiện tại đơn. Như vậy bây giờ ở mệnh đề chính của câu điều kiện là 1 này chia làm sao đây? Ai gì? Will come. Will come. Nice. Rồi bài 2 nè. Ở đây có hai ví dụ, mà hai ví dụ này là đều là ở thì có điều kiện loại 3 hết. Ví dụ này em nhìn nè. If he had listened to me, nếu anh ấy đã nghe lời tôi. He, rồi cái nó cho mình not fail in the exams, anh ấy chấm 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 trong cái bài thi, bài kiểm tra. Thì nếu anh ta đã nghe lời tôi thì anh ta đã sẽ không rớt bài kiểm tra, không có thất bại trong bài kiểm tra. Em thấy nè, cái câu điều kiện loại 3 này là dùng để nói lên một cái sự thật trái quá khứ. Một cái chuyện nó đã không có xảy ra trong quá khứ. Và với cái mệnh đề mà có if á, mệnh đề if á là chủ ngữ đi với một cái trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành, đó là chữ had. Đó là chữ had. Cái phần mà có if á, là chủ ngữ nó sẽ có chữ had và cộng cho một cái V3, động từ ở cột 3 hoặc là himidi. Còn mệnh đề chính á, là chủ ngữ nó sẽ cộng cho gì? Would hoặc là could. Have been. Sorry, have. Tức là nó cũng là trợ động từ của thì hoàn thành. Mà nó phải là nguyên mẫu, là tại vì nó đứng sau cái chữ would hoặc là could. Rồi sau cái have này mình mới đi với một cái động từ sao? Ở cột 3 của bảng động từ bất quy tắc hoặc là himidi. Để nói lên gì? Để nói lên sự thật trái quá khứ. Sự thật trái quá khứ ở đây là gì? Hành động không có thật trong quá khứ và kết quả cũng đã không có thật trong quá khứ luôn. Ví dụ, if he had listened to me, nếu anh ấy đã nghe lời tôi, he wouldn't have failed in the exams, thì anh ấy đã không có thất bại trong bài kiểm tra. Hai cái đều là trong quá khứ hết. Rồi có ví dụ thứ hai nè. If I know about a job, I would have applied for it. Nếu tôi biết, đã biết về cái công việc này thì tôi would have applied for it. Là có lẽ là tôi đã xin ứng tuyển để làm cái công việc này rồi. Và ở đây người ta đục lỗ cái chỗ mệnh đề if, còn có cái chủ ngữ à. Thì công thức đây, mệnh đề if thì mệnh đề này phải có had cộng cho một cái động từ ở quá khứ phân từ. Cho nên đáp án nè, if I had known about the job, nếu tôi đã biết công việc này, I would have applied for it. Thì tôi đã
xin làm rồi. Bây giờ nếu như người ta đem, thầy dặn là nếu như người ta đem if, cái mệnh đề if ra đằng sau câu á, ta không để trước như thế này á, thì nó vẫn như vậy, chỉ khác một chút á là không có dấu phẩy mà thôi. Không có dấu phẩy, đem mệnh đề if ra sau á, thì nó sẽ không có dấu phẩy. Nó đứng trước thì nó phải có dấu phẩy để nó phân biệt ra, tách hai vế ra. Còn đứng sau là viết luôn. Em nhìn ví dụ như câu số 5 này nè. Many people would be out of work if that factory closed down. Em thấy không? Để if phía sau là nó không có dấu phẩy. Công thức thì vẫn dùng như vậy, nhưng mà để phía sau thì không có dấu phẩy, còn để phía trước thì có dấu phẩy nè. Không? Có dấu phẩy tách hai vế ra. Rồi vậy bây giờ câu số 1 làm sao đây? They would have paid you more if they up its value. Họ có lẽ đã trả bạn cao hơn, nhiều hơn nếu như họ đã được nói về giá trị của nó. Vậy câu 1 này mình làm sao vậy Minh Trí? Hai. Sao? Câu 1 làm sao? Dạ, theo em nghĩ là happy to have rồi cái app là gì nữa? Dạ, pin. Pin. Gì nữa không? To have cái gì? Để em chat được không? Rồi thôi được rồi, nghe nói là biết sai rồi. Cái mệnh đề chính người ta đã would have cộng với 3 bên này rồi nè. Đúng không? Bây giờ ở đây có chữ if, có chủ ngữ. Thì bây giờ chỉ cần một cái trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành là ha, cộng cho động quá khứ phân từ thôi. Thì bây giờ be told có nghĩa là được nói, bị động. Thì bây giờ có have rồi thì be đổi thành V3 là been. Còn chữ told ghi lại là xong. Làm chi mà rườm rà nữa. Câu 2 nè. Nếu nữa. If I realized that Ray wanted to get up early, I would have woken him up. Nếu tôi đã biết là anh này muốn get up early, dậy sớm, I would have woken him up. Tôi đã lay anh ấy dậy, kêu anh ấy dậy rồi. Vậy bây giờ cái chỗ trống này điện gì vậy Thảo Vy? Dạ thưa thầy, là hát cái chữ trong ngoặc thêm giờ. Ừ đúng rồi, chính xác. Thank you. If I had realized, nếu tôi đã nhận ra là anh này muốn dậy sớm thì I would have woken him up. Kêu anh ấy dậy rồi. Good. Number 3. If you had breakfast, you hungry. Nếu như bạn đã ăn sáng thì bạn đã không đói. Em thấy nè, cái chữ had này tại sao nó lại có hai chữ ở đây? Tại sao? Tại vì cái chữ had trước này á, cái chữ had trước này nó là cái chữ had của công thức, là nó là cái trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành. Còn cái chữ had phía sau này á, cái chữ had phía sau đó nó là cái gì? Nó là một cái V3. Một cái V3 VD. V3 của gì? V3 của chữ have. V3 của chữ have có nghĩa là ăn. Em nhớ cái cụm từ mà have breakfast là ăn sáng không? Thì cái chữ have đó đó, bây giờ nó trở thành V3, nó phải là dùng chữ had này. Nên đó là lý do tại sao mà nó có hai chữ had luôn. Nhưng thấy thì giống, nhưng bản chất thì khác. Một chữ là trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành, một chữ là động từ thường ở cột 3, có nghĩa là ăn. Vậy nếu bạn đã ăn sáng, bạn đã không đói. Giờ chỗ này chia sao vậy? Ăn. Ăn, are you there? Câu 3 đúng không thầy? Ừ. Dạ thầy, là would
Not have been. Would not. Wouldn't have been. You wouldn't have been. Nice. Đúng rồi đó em, chính xác. Wouldn't have been. Nếu như bạn đang ăn sáng thì bạn đã không đói. You wouldn't have been hungry. Như vậy thấy ha. Không thấy thì hãy nói hãy mở to lên. Rồi câu 4. If they had enough money. Lại là một trường hợp em thấy y như câu trên luôn. Một chữ had là của công thức. Trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành. Cái chữ had thứ hai nó là V3, quá khứ phân từ của chữ have. Nhưng mà chữ have ở trong câu này nó có nghĩa là có, là sở hữu. Thì nếu như họ đã có đủ tiền, họ sẽ mua căn nhà đó. Nếu đã có đủ tiền thì đã mua căn nhà đó, mà giờ không có đủ nên không có mua. Sự thật trái quá khứ, đúng không? Như vậy câu này thì chia sao vậy Kim Ngân? Kim Ngân, are you there? Kim Ngân có đó không? Rồi nữa. Mất bị hư rồi ha. Như Quỳnh. Dạ, thay là would have by book 2. Gì? Would have gì? By book 3. À, by book 3. Trời ơi, anh nói by book 3. Đọc thiệt chứ. By book 3 là dữ gì? Nhớ không? Bored rồi. Bored. Rồi. If they had enough money, they would have bought that house. Đúng rồi ha. Thank you. Number 5. Nếu hồi nãy đã học chăm hơn, he would have passed the exams. Thì đã đậu kỳ thi rồi. Thì bây giờ chỗ này rất đơn giản, chia như thế nào đây? Nguyệt Vân. Dạ, hay là hết. Còn cái chữ trong ngoặc là y dài thành y ngắn thêm ed. Chính xác. Very good. Thank you. If he has studied harder, he would have passed the exams. Nếu đã học chăm hơn thì đã passed the exams. Thì chữ hết cộng với ba của chữ study. Chính xác. Rồi bài 3. Bài 3. Thì đây là câu điều kiện mà bây giờ mình đổi nó vô trong câu trường hợp nữa. Ví dụ nè. If I were you, I wouldn't buy that coat. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua cái áo đó. Em thấy nè. Nếu tôi là bạn tôi sẽ không mua áo đó. Nhưng sự thật là tôi có là bạn không? Không. Như vậy là câu mà nếu tôi là bạn tôi sẽ như thế này như thế kia. Cái câu như vậy người ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Nó chia thì quá khứ đơn nó không chính xác. Mà nói là người ta sẽ chia câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2. Và câu điều kiện loại 2 á, có một điều như thế này. Đó là thứ nhất là cái mệnh đề if á, là cái be là were. Were bốn chữ á, mình hay nói were bốn chữ á, nó sẽ dùng cho tất cả các chủ ngữ luôn. Không phân biệt I, we, you, they, he, she, it. Tất cả chủ ngữ đều dùng cái be là were hết ở câu điều kiện loại 2. Nên em thấy câu ví dụ nè. If I were you, nếu tôi là bạn,
I wouldn't buy that coat. Tôi không mua cái áo đó. À, em thấy bình thường cái chữ were, cái chủ ngữ I này phải dùng cái be là was, đúng không? Nhưng mà em thấy đây câu điều kiện loại 2, người ta dùng luôn chữ were này. Đó. Về xuống tường thuật thì câu tường thuật của câu điều kiện loại 2 nó như thế nào? Bình thường á, là mình cứ hay học là câu tường thuật mà có chữ said, quá khứ, chữ ask, him đi, thì mình sẽ lùi thì, thay đổi thì, không? Thay đổi một số cụm từ về thời gian. Nhưng mà riêng câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3 là không có thay đổi gì cả về mặt thì. Không có thay đổi về thì. Chỉ có câu điều kiện loại 1 là thay đổi mà thôi. Chỉ câu điều kiện loại 1 thì lùi về thôi. Còn lại loại 2, loại 3 để y chang. Để y chang. Như vậy ví dụ như câu này. Câu số 1 này là một câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1. Vậy sao đây? Câu này mần răng. Mần răng. The man said that if, nếu ông nói, đúng không? Ông nói trực tiếp thì mình nghe là tôi sẽ đến thăm nếu tôi có thời gian. Câu trực tiếp là như vậy. Nhưng mà câu gián tiếp mình tường thuật lại, mình nói thì cái mình mới nói là ông này ông nói là nếu ông có thời gian, đúng không? Như vậy là the man said that if he, dùng lại chữ he. Rồi bây giờ điều kiện loại 1 thì phải lùi thì, không để được. Là said that if he had, cái chữ have quá khứ là had ha. If he had time. He would come to see her. Cô ấy. Tại sao? Tại vì em nhìn nè. The man said to her. Người đàn ông nói với cô ấy. Như vậy tường thuật lại cũng là sẽ đến thăm ai? Thăm cô ấy. Còn đây câu trực tiếp thì ông nói là tôi sẽ đến thăm bạn. Là trong câu trực tiếp ông nói với người ta. Mình tường thuật lại mình phải ghi là nói với cô ấy. Ha, đến thăm cô ấy. Được chưa? Rồi. Câu 2 nè. What would you say if someone stepped on your feet? He asked her. Anh ấy hỏi em sẽ làm gì nếu ai đó dẫm lên chân của em. Như vậy anh ấy hỏi, he asked her. Anh ấy hỏi cô ấy. What? Thì bây giờ câu tường thuật mà không có hỏi, tại vì nó đã là câu tường thuật thì mình sẽ đổi câu hỏi, mình biến đổi sau đó để cho là không còn là câu hỏi nữa và nó cũng không có viết dấu chấm hỏi ở cuối câu. Nó có một dạng câu tường thuật đó đó. Thì bây giờ là câu hỏi trực tiếp thì là what would you say, em sẽ nói gì. Mà bây giờ đem vô tường thuật thì phải, nó phải là cái gì? What gì? She. Cô ấy mà. He asked her what she would say. Anh ấy hỏi cô ấy là what she would say. Cô ấy sẽ nói gì? If someone stepped on her feet. Chân của cô ấy nha. Chỗ này mà ghi your feet là sai. Your feet là anh ấy hỏi trực tiếp cô ấy. Anh ấy mới hỏi là chân của em. Còn bây giờ mình tường thuật lại, mình phải nói là nếu ai đó dẫm lên chân của cô ấy thì đó mới là câu tường thuật. Rồi câu 3 nè. If it doesn't rain, we will go out with you. He said to me. Họ nói với tôi. Nếu trời không mưa thì sẽ ra ngoài cùng. Như vậy là they said to me if it
Câu trực tiếp là thì đều có câu điều kiện loại một. Bây giờ tường thuật lại, lùi thì không để được. Vậy là if it didn't rain, they họ sao? Would go out with, với ai? Họ nói với tôi. Như vậy là nếu trời không mưa thì họ sẽ đi với ai? Đi với tôi. They would go out with me. They would go out with me. Rồi câu 4 nè. What would you do if you were a billionaire? Bạn sẽ làm gì nếu bạn là billionaire, tỷ phú? The man asked the woman. Người đàn ông hỏi người nữ. Vậy bây giờ biến đổi. Biến đổi nè. The man asked the woman. The man asked the woman. Câu trực tiếp nó là câu hỏi. Câu trực tiếp nó là câu hỏi. Nhưng mà bây giờ xuống á, tường thuật lại thì biến đổi sao? Đem cái chủ ngữ lên trước động từ. Vẫn sau cái từ hỏi là what. Người đem chủ ngữ lên. Mà chủ ngữ ở đây á, ở câu trực tiếp người ta nói là, người ta hỏi là bạn sẽ làm gì. Nhưng mà bây giờ mình tường thuật lại, mình coi coi trong câu nó là người nam hay người nữ để mình dùng chủ ngữ cho phù hợp nè. The man asked the woman. Người đàn ông hỏi người nữ là bạn sẽ làm gì. Như vậy là what gì? Cô ấy sẽ làm gì đúng không? What she would do. What she would do if she were a billionaire. The man asked the woman what she would do if she were a billionaire. Câu 5. If you had asked me, I would have lent you my motorbike. The man said to me. Người đàn ông nói với tôi nè. Nếu bạn đã hỏi thì tôi có thể đã cho bạn mượn xe máy rồi. Như vậy, ghi lại. The man said to me, if, nếu gì? Nếu, câu trực tiếp thì anh nói là, nếu bạn đã hỏi tôi. Như vậy bây giờ tường thuật lại, người đàn ông nói với tôi, nếu như gì? Tôi đã hỏi anh ta. Nếu tôi đã hỏi anh ta. If I had asked him. Nếu tôi đã hỏi anh ta thì sao? Thì anh ta đã cho tôi mượn xe của anh ấy. Đúng không? Như vậy là he would have lent me. Anh ấy cho tôi mượn. Mượn gì? Xe của anh ấy. His motorbike. Câu 6 nè. They would be very disappointed. Họ sẽ rất là thất vọng. If you did not come, nếu bạn không tới. The man said to his daughter, người đàn ông nói với con gái của ông ta. Họ sẽ thất vọng nếu như con không tới. Rồi bây giờ mình ghi lại nè. The man said to his daughter, nói với con gái của ông ấy. Rằng sao đây? Họ sẽ rất thất vọng, ghi lại luôn. They would be very disappointed. If
Thì bây giờ ông nói con trực tiếp á, ông nói là họ sẽ thất vọng nếu như con không tới. Nhưng mà mình tường thuật lại, mình đâu có nói là vậy nữa. Mình tường thuật lại, mình nói người đàn ông nói với con gái, họ sẽ thất vọng nếu như cô ấy không tới. Không, cô ấy tức là cô con gái. If she didn't come. If she didn't come. The man said to his daughter that they would be very disappointed if she didn't come. Đó, câu 6 là vậy ha. Câu 7 nè. I'm sure they will understand it if you explain the situation to them. Tôi chắc chắn là họ sẽ hiểu nếu như bạn giải thích the situation, tình huống này cho họ. The boy said to the girl. Oh, nhóc nói với đứa con gái. Thì bây giờ mình tường thuật lại, mình ghi the boy said to the girl. The boy said to the girl. Nói với cô gái. Đó, chữ đáp hay không cũng được ha. Thì bây giờ cái câu này nó hơi phức tạp chút xíu. Nhưng mà nếu mình chậm lại một chút thì nó cũng không có phức tạp lắm. Nó có thêm một cái cụm đó là I'm sure. Nó chỉ vậy thôi. I'm sure, tôi chắc chắn. Có cụm đó thôi à. Còn lại phía sau thì nó cũng như bình thường, mình làm như bình thường. Thì bây giờ câu trực tiếp á, anh nói là I'm sure. Câu trực tiếp anh nói là I'm sure. Bây giờ tường thuật thì đổi lại là anh ấy nói với cô gái, thì bây giờ là he was sure. Rồi vậy thôi. Là một cái thứ hai là they will understand, họ sẽ hiểu nếu giải thích tình huống là của câu điều kiện loại 1. Bây giờ tường thuật đưa nó xuống, rồi thì là xong. They would understand if, nếu như. Thì anh này mới nói với cô này là nếu như bạn giải thích, thì có phải là mình sẽ tường thuật lại là nếu như cô ấy giải thích không? If she explain the situation to them. Rồi, vậy thôi. Nó chỉ vậy thôi. Cái câu điều kiện lại một, will cũng tường thuật đưa về would ha. Explain thì đưa về thêm đi. Để có điều kiện là một thì lùi thì rồi. Còn cái I am sure thì cũng lùi thì cái thì hiện ra hết à. Cũng không có khó lắm ha. Rồi.